Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Drong Jump. Thì đây là một cái tựa game của Ketchup. Thì Ketchup thì nhà phát hành mà chúng ta quá quen thuộc rồi. Không có gì đáng nói và không có cái gì mà đáng chê trách nữa cả. Thì đây là một cái nhà phát hành mà tạo ra một lượng mini game mà nó có thể gọi là nó lên top Apple Store cực kỳ nhiều. Đủ thể loại đã lên được đây. Và đây thì tựa game Drong Jump chúng ta sẽ là chơi như nào. Chúng ta sẽ tham gia là một hiệp sĩ có thể diệt rồng và nhảy lên để đâm con rồng thôi. Cách nhảy thì chúng ta chỉ ấn tab trực tiếp lên màn hình để có thể nhảy. Đấy, có cái màn bay lên và chọc thọc lẹt rất là điên đảo và có đủ các thể loại rồng đây. Ngoài ra thì khi mà các bạn muốn nhảy lên cao thì các bạn chỉ cần dẫm lên rồng và nhảy lên. Ví dụ dẫm lên cái này và nhảy lên. Đấy, thì nó sẽ có những cái khoảng cách dẫm và mấy cái tên hay mũi rào nó bay ra liên tục và khả năng né tránh rất là khó khăn. Đây thì ngoài ra thì lúc mà đang nhảy thì rồng nó bay tứ tung và chúng ta cần thiết phải ở trên đầu rồng. Nếu mà chúng ta ở bên dưới thì sẽ bị nó hút chết, nó rất là khổ. Đây các bạn sẽ có các màn nhảy. Hiện tại thì nó ra nhiều quá, khó vậy nha ấy. Trò này thì chúng ta cần mất một chút thời gian để có thể làm quen với cả nhịp độ nhảy với cả khả năng phản xạ của chúng ta. Game này thì nó thiết kế đồ họa có thể nói là khá là quen thuộc rồi. Các thanh niên Ketchup thì thiết kế đồ họa kiểu này hết. Và ấn vào đây thì chúng ta vẫn là ra được màn hình chính của game, có phần bật tắt âm thanh. Hay ấn vào đây là để có thể chọn được một số nhân vật. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có cái tiền. Tiền ở đây hình như là không purchase được hay sao ấy. Và không có mục mua purchase. Thế này thì làm sao mà hack được đây. Thì ấn vào cái mục tiền không có rồi. Thế là chứng tỏ game này nó không purchase được. Và chúng ta sẽ phải chơi cày kiếm từng đồng tiền một để có thể mở được nhân vật. Vừa nãy thì mình nhìn thấy cái nhân vật là rơi vào tầm là 200 mới có thể mở được. Muốn giết con boss này thì phải có nhảy lên. Và hiện tại thì toàn chết thôi. Cay kéo quá. Trời ơi, phải làm sao? Người nông dân phải làm sao? Để mình thử phát nữa. Vượt hết 15 thì chúng ta sẽ kết thúc review đấy. Chưa vượt thì sẽ không kết thúc được. Ấn vào 5 điểm rồi. Ui 1 tỷ con rồng luôn. Đâm tiếp này. 9 điểm rồi. 10 điểm rồi. 10 điểm. 11 điểm. Chú. Ôi thua rồi. Thì cái trò này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Và chơi giúp các bạn những khoảng thời gian giải trí và chơi cho nó vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nước thì nó màu trắng xuống càng sâu. Nếu mà nó chuyển sang màu xanh coi như là chúng ta đã sắp hết oxy. Và các bạn cần thiết phải cho nó bơi qua thật là nhanh. Đây, sẽ vượt qua. Đấy, nhân vật chúng ta biến thành màu xanh.